Hello mọi người, chúng ta đến với trận bán kết 2 nội dung đôi nam giải cầu lông Hà Nội mở rộng. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi phía sau màn hình, cặp đôi Đồng Hải giành chiến thắng, và tại set đấu thứ hai này thì họ đang dẫn trước đối thủ của mình với tỷ số 14-10. Cặp đôi phía gần màn hình là cặp đôi Tính là ai? Tính cặp với ai? Hả? Tính cặp với ai kia? Tính cặp với Chiến. Chỉnh góc. Điểm số 14-10 bán kết 2. Rất hay, vẫn còn cơ hội tấn công. Rồi, đập cầu tốt từ vận động viên Tính. Đổi điểm 11-14. Cầu rất kiên cường. Cầu ngoài sân 12-14. Tại xác định đó là một tình huống cầu trong sân. Điểm số cho cặp đôi Đồng Hải 15-11. Tỷ lệ rất hay được vận động viên Tính. Nhưng mà dù sao thì đôi bên kia họ vẫn đẳng cấp hơn. Vẫn còn, hay quá nhờ Tính rồi. Một pha cầu rằng co rất hay, vẫn còn. Đọc lót cho nhau rất tốt, đứng dậy đi Hải ơi. Hay quá nhờ. Chém cầu rất mỏng, vẫn còn, còn không. Dính người rồi. Một pha cầu khá xuất sắc. 12-15. Tất cả trận cầu thì cần một pha cầu như này cũng gọi là được rồi. Dạ. Em cũng không biết. Ok, trận bán kết đôi nam thứ hai. Điểm số đang là 12-15. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi phía xa màn hình giành chiến thắng. Chung kết chứ em. Điểm số 12-15. Em về Yên Hòa rồi. Nhất à? Cao rồi. 13-15. Cặp đôi Tính và Chiến đang thi đấu rất sung. Cho em nước lọc được rồi. Vâng. 13-15. Phản cầu ngoài sân 16-13, đó là một tình huống cầu rất tỉnh táo của đồng phạm. Đây, ngồi góc chỗ anh em.
rất lắt léo. Tỷ ngang rất hay từ vận động viên Tính ạ. Rồi, chiến thắng cho đồng Phạm 17-13. Trận 96, bàn tiếp 1, đôi nam nữ 1 phút 50, trên sân số 4, đôi Phước Hòa Ba Đình. Điểm 17-13 trận đấu thứ 2. Chúng tôi xin hãy trận số 96, bàn tiếp 1, đôi nam nữ. Hay quá, cảm giác cặp đôi bên này họ đánh cực kỳ lan xả luôn. Tuyệt vời. Múa ba lê, pha cầu múa ba lê của đồng Phạm. Hay thế nhỉ. Tuyệt vời. Tỷ cầu rất tốt. Không hiểu trong tình huống vừa rồi sao vận động viên Chiến lại không đỡ, có vẻ là đã bị hụt. Chuột rút rồi. Duỗi chân ra. Chuột rút. Điểm số 18-13 đang nghiêng về cặp đôi Đồng Phạm và Hải Quốc Oai rồi. Chỉ còn 3 điểm số nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc. Phải thực sự là rất khen cho tinh thần thi đấu của cặp đôi Tính và Chiến. Nhìn cách họ đánh cầu, cảm thấy rằng họ cực kỳ nhiệt, cực kỳ nhiệt huyết. Không, em đang quay lại. Nó đánh lan xả. Tính cố lên. Đánh hay quá. Đánh thế nào rồi anh? Kết quả nào rồi? Kết quả thắng đấy. Anh nghe. Anh đánh thế nào rồi? Anh là dẫn đoàn đôi này à? Đồng Phạm với cả Hải Quốc Oai à? Đây là Quốc Oai đấy. Quốc Oai có 3 đôi. Một đôi nó phải bỏ vì nó phải thi. Khi giảng hay là khi học? Khi học. Sinh viên. Ban chỉ huy tôi xin nhắc nhở y tế sân số 4, trên sân số 4 và sân số 5, tôi mời tất cả cổ động viên lên trên khán đài để chào đón chúng ta. Và tất cả cổ động viên xin chào. Quá đập cái khu nào lên đập.
hết trần. Chúng ta cùng chờ đợi sự trở lại của cặp đôi Tính và Chiến nào. Trận số 9 chuyển tiếp đoán gì tôi là đứng của bố con quân trên sân số 2 chúng tôi mời đôi Tú Nhung của Cầu Giấy và đôi Phong Tuấn của Nam Từ Liêm về sân số 2. Ok, chúng ta tiếp tục với xét đấu thứ hai của trận bán kết đôi nam giải cầu lông Hà Nội mở rộng. Điểm số đang là 18-13 nghiêng về cặp đôi phía xa màn hình, cặp đôi Đồng và Hải Quang Hoài. Trong trận đấu thứ nhất thì cặp đôi phía xa màn hình của chúng ta cũng sẽ cũng giành chiến thắng. Chỉ còn 3 điểm số nữa thôi là cặp đôi Đồng và Hải sẽ vào trận chung kết, và đối thủ của họ trong trận chung kết đã được xác định đó là vận động viên Tùng Dương và Phú Hưng của câu bộ Bắc Từ Liêm. Vẫn vật bình thường, mình nghĩ họ thủ lý lắm. Thủ cầu rất khó chịu được đồng phạm. Hay quá, liên tục bung cầu cho vận động viên Tính đánh, trong khi vận động viên Tính đang bị chuột rút. Đó là một chiến thuật rất đơn giản và thông minh. Thì hay quá nhỉ. Thời gian trận bán kết 2 này phải gần gấp đôi trận bán kết 1 luôn, bởi vì gần như pha cầu nào chắc nó cũng đều lâu như thế này. Chém cầu lỗi rồi, 19-13. Rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của cặp đôi phía gần màn hình, họ rất cố gắng. Trận số 9 là 20-13. Ok, rồi, chuẩn rút rồi. Ok, một lát nữa trận chung kết thì cũng sẽ quay cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người hãy có thể xem lại tất cả những video hay nhất của giải đấu Hà Nội mở rộng trên kênh YouTube Sport Home Badminton. Xin chào và hẹn gặp lại bình luận viên Sport Home.